Dễ thương hay là a place là hiện tượng từ hai n sẽ cho ra hai n và hai n. Trong hàng tỷ tế bào của cơ thể thì tế bào nào cũng có khả năng là aplasia, nhưng mà khi thêm chữ a vào thành aplasia thì có nghĩa là tế bào đó không có khả năng cho ra nữa. Và atresia có nghĩa là một ống không còn khả năng dẫn một cái chất gì đó hoặc một dịch gì đó qua nữa. Trong cơ thể thì có cái những loại ống như là thực quản, khí quản, ruột, niệu quản, niệu đạo, tĩnh mạch, động mạch. Mỗi ống thì đều có khả năng dẫn chất hoặc dịch gì đó đi qua, nhưng mà khi nó biến thành atresia thì không có khả năng gì.